Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu liên tiếp lộ bằng chứng hẹn hò khó chối. Với những hình ảnh đồng điệu như thế này, Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu muốn chối hẹn hò xem ra cũng khó. Trên Instagram, Lâm Bảo Châu mới đây có lời nhắn nhủ tới người yêu thương nhân dịp Giáng sinh, đăng tải không gian được trang hoàng lộng lẫy, mẫu nam bộc bạch. Tất cả mọi điều sau cùng cũng mong đổi lấy nụ cười của một người. Không lâu sau đó, ca sĩ Lệ Quyên, người tình của Lâm Bảo Châu thả tim cho những dòng tâm sự này. Nhiều người cho rằng Lệ Quyên chính là nữ chính ẩn ý trong status của chàng trai 27 tuổi. Nghi vấn này hoàn toàn có cơ sở, ngoài biểu tượng con gà được cho là ám hiệu tình yêu của hai người. Ở hậu cảnh tiệc đón Noel cũng gián tiếp cho thấy Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu bên nhau đón lễ. Cụ thể, không gian đón Giáng sinh được Lâm Bảo Châu chia sẻ giống hệt clip mà Lệ Quyên công khai trước đó. Thời điểm khoe clip này, nữ hoàng phòng trà cho biết rất bất ngờ và hạnh phúc khi được người đặc biệt âm thầm chuẩn bị không gian đón Giáng sinh. Đây là lần đầu tiên trong đời cô có được cảm giác ấm áp yêu thương đến như vậy. Bàn tiệc, Lâm Bảo Châu chia sẻ giống y chang hình ảnh Lệ Quyên khoe trước đó ít ngày. Có thể soi ra những chi tiết giống hệt trong hình ảnh mà hai ngôi sao đăng tải. Với những phát hiện trên, Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu muốn chối hẹn hò xem ra cũng khó lắm đây. Sau khi công khai ly hôn chồng cũ vào tháng 10 năm 2020, Lệ Quyên liên tục bị soi chuyện hẹn hò với trai trẻ Lâm Bảo Châu. Ngoài việc xuất hiện cùng nhau tại sự kiện, cặp đôi còn soi check-in cùng một địa điểm hẹn hò nấu ăn tại nhà. Gần đây, Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu còn phát tín hiệu tình yêu bằng việc để lại những icon tình tứ dưới bài đăng của nhau. Cụ thể, nữ hoàng phòng trà và người tình thường sử dụng icon bông hồng, trái tim hay con gà để tương tác. Đang nói cả Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên đều sinh năm Dậu, nam 1993, nữ 1981. Dù liên tục bị khui chuyện hẹn hò trong vài tháng qua, song Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu chưa đưa ra phản hồi chính thức nào. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.